Tôi chắc chắn ấy, rằng ở ngoài căn phòng này có rất nhiều người đang sử dụng Windows 10 lậu và thậm chí có những người mà bỏ tiền ra mua Windows 10 bản quyền rồi nhưng vẫn chưa thực sự được hưởng đầy đủ lợi ích mà sản phẩm chính hãng mang lại. Các bạn có tự hỏi là tại sao chúng ta phải dùng Windows 10 Pro bản quyền và làm cách nào để mua cho chính xác? Xin chào các bạn, tôi là Quang, chuyên gia giải pháp IT tại CineFPT. Video này sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bạn. Trên tay tôi đang là một đĩa cài đặt Windows 10 Pro, hệ điều hành cực kỳ mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp với rất nhiều tính năng mà cả người dùng cá nhân cũng đang cần tới. Đặc biệt thì trong tháng 9 này, CineFPT đang có chương trình khuyến mại giảm giá cực sốc tới 150.000 dành cho đại lý khi nhập hàng. Chi tiết các bạn hãy xem ở phần link dưới mô tả nhé. Đầu tiên là mua như thế nào cho đúng. Đây là phiên bản Windows 10 Pro COEM hay còn có tên gọi phổ thông hơn là Windows 10 Pro OEI. Đây là phiên bản có giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ hơn 3 triệu đồng khi mua kèm máy tính. Thực tế thì các bạn có thể mua ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào để kích hoạt cho máy tính của mình. Tuy nhiên thì để hợp lệ, để giấy phép này chuẩn theo Microsoft thì chúng ta cần có hóa đơn mua hàng đi kèm với cả giấy phép Windows 10 này. Thứ hai, đó là tính khả dụng của giấy phép. Windows 10 Pro COEM thì chỉ được kích hoạt trên một thiết bị máy tính duy nhất. Khi chúng ta chuyển qua một thiết bị mới thì chúng ta sẽ phải mua thêm một giấy phép COEM nữa. Ngoài cái trường hợp này thì không có bất kỳ một trường hợp nào được chuyển đổi giữa các thiết bị nữa. Cuối cùng thì chắc là cái điều các bạn quan tâm nhất đó chính là phân biệt sản phẩm giữa chính hãng và giả mạo. Sản phẩm chính hãng thì chắc chắn là đầu tiên chúng ta sẽ phải là có một cái phong bì nguyên siêu Microsoft này, không móc méo, không rách. Thứ hai thì sản phẩm chính hãng chỉ có một nguồn gốc xuất xứ từ Hồng Kông. Trên mặt sau của sản phẩm chính hãng bắt buộc phải có tem phụ của nhà phân phối tại Việt Nam, mà trong trường hợp này đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối CineFPT. Bước thứ hai để phân biệt cái hàng không chính hãng và hàng chính hãng đó chính là mã COA. Ở trên cái phong bì này thì sẽ có hai mã COA, gồm có một mã in ở bên ngoài tem này và một mã in ở bên trong phong bì. Các bạn lưu ý là hai mã COA này khi mà chúng ta mở ra phải trùng nhau và cái mã COA này có thể giả mạo. Cách duy nhất để phân biệt được cái mã COA này là có phải giả mạo không ấy, đó chính là chúng ta truy cập lên trang web của nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, và trong trường hợp này là công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối CineFPT. Chúng ta truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhập cái mã COA vào phần khung, điền serial number và bấm mã xác nhận. Nếu sản phẩm chính hãng thì chúng ta sẽ được trả về thông tin đầy đủ, còn nếu sản phẩm không chính hãng thì sẽ được thông báo là đây không phải là sản phẩm chính hãng. Vui lòng liên hệ với đơn vị bán để kiểm tra lại sản phẩm. Sắp tới thì Microsoft sắp ra cái Windows 11 thì các bạn cứ thoải mái mua Windows 10 đi. Tại vì là Microsoft đang có chương trình là nâng cấp miễn phí dành cho những người dùng Windows 10 Pro bản quyền lên Windows 11. Các bạn có thể tự do nâng cấp và lựa chọn cái hệ điều hành phù hợp cho công việc và phù hợp cho nhu cầu của mình. Ok, vừa rồi là những thông tin về mua giấy phép Windows 10 Pro COEM tại thị trường Việt Nam, giúp các bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa sản phẩm giả mạo và sản phẩm chính hãng, cùng với việc hợp thức hóa giấy phép Windows 10. Các bạn cần thêm thông tin gì, vui lòng comment xuống bên dưới để chúng tôi biết và giải đáp nhé. Đừng quên hãy bấm theo dõi để nhận được những video công nghệ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.